Hôm nay anh em cùng mình test cái tựa game PUBG Mobile và trên con Redmi Note 3 để xem hiệu năng của nó chơi game có ngon hay không và mức pin của nó sử dụng có ấn tượng hay không nhá. Hiện tại đang là 10 giờ 10 phút, mức pin của nó sẽ là 52%. Vừa rồi thì mình đã chơi một trận game PUBG Mobile, thời gian chơi là khoảng 32 phút và mức pin tiêu tốn là khoảng 10% cho một trận game 32 phút. Trải nghiệm chơi của mình trên Redmi Note 3 thì không có gì phải nói, tuy nhiên là mức FPS của nó chỉ khóa ở 60 mà thôi. Nếu như anh em muốn có mức FPS cao hơn thì cần phải dùng một số thủ thuật để có thể kích được FPS trên con máy này lên được ở mức cao hơn. Còn về trải nghiệm cầm nắm thì khi mình quay video như thế này thì nó sẽ có một cảm giác hơi khó chịu một chút, nhưng khi mà anh em chơi game bình thường thì hoàn toàn không có cảm giác giống như mình hiện tại. Còn về hiệu năng thì cực kỳ mượt rồi, 80 MB, hiệu năng chơi game thì khỏi phải nói. Vậy thì anh em cảm thấy sao về cái trận game PUBG Mobile vừa rồi của mình? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận và đừng quên là bấm theo dõi kênh để đón xem video mới nhất ở trong tương lai nhé.